Hi, hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucky Lanton. Và hôm nay chúng mình cùng vào store Zara để xem những thiết kế mới của nhãn hàng này nha. Vừa đập vào mắt mình là một cái khu vực với một số những cái thiết kế đầm màu đỏ, rất là bắt mắt luôn đấy các bạn. Chiếc đầm hoa đỏ này cũng là một trong những item trong bộ sưu tập mới của Zara đợt này luôn. Nhưng mà mình thấy khá là đáng tiếc là tại vì những cái sắc đỏ mà với những thiết kế lần này mình thấy khá là đẹp, thế nhưng mà họ lại không đưa ra vào cái dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi. Nếu không thì các chị em mình nghĩ là sẽ mua khá là nhiều luôn. Ở đây thì có một số những cái đôi giày mới cập nhật nữa, mình thấy cũng khá là xinh. Ở đôi xăng đan màu nút đế xẹp này thì mình thấy là rất là dễ phối đồ luôn, rất là dễ thương. Ở đây thì có một cái áo dạng crop top với cái vải lanh khá là đẹp. Họa tiết thì hơi rối một chút nhưng mà cũng khá là cá tính. Thêm cả một chiếc đầm cùng họa tiết nữa. Giày dép và phụ kiện lần này mình thấy cũng có cập nhật một số những cái mẫu mới. Ví dụ như là cái giỏ xách màu đen này với cả chiếc dép xẹp màu vàng ánh kim khá là bắt mắt. Khu vực bên này thì màu sắc có vẻ nhu hơn, như là màu trắng, đen và màu da bò. Những cái sắc màu như thế này thì mình thấy là cũng khá để phù hợp cho chúng mình vừa đi chơi vừa đi làm. Và những ngày đầu năm như thế này thì những cái thiết kế mà kiểu có tính ứng dụng cao, vừa đi làm được này, đi chơi được này, thì mình thấy rất là ưa chuộng, kiểu nó rất là tiện cho chúng mình luôn ấy. Ở đây có một cái giỏ sách khá là đặc biệt này, nó mới nhìn mình không nghĩ là giỏ sách đâu các bạn ạ. Tại vì cái vải, họ sử dụng vải lưới với cả đính thêm những cái hạt đá khá là bắt mắt. Thế nhưng cái vải lưới như thế này thì mình không biết là đựng đồ nó có tiện hay không nữa. Làm phụ kiện thời trang là chính ha. Ở bên đây thì có khá là nhiều những cái thiết kế với gam màu trắng đen. Lần này mình thấy Zara có lăng xê một số những cái thiết kế quần áo với cái phần cổ được phối thêm những cái thanh kim loại như thế này này. Còn đây là một chiếc chân váy màu kem khá là dễ thương. Ở phần dây thì có phối thêm một số những cái kiểu vỏ ốc, vỏ sò gì đấy. Nói chung là cái store mà mình háo hức nhất khi mà mình đi quay và đi xem ấy, đó chính là store Zara các bạn ạ. Tại vì họ rất là thường xuyên cập nhật những mẫu thiết kế mới. Những cái store khác thì họ chỉ thêm một số những item mới thôi, còn đa số vẫn là mẫu cũ. Còn ở Zara thì mẫu mới rất nhiều luôn. Và hầu như là mẫu nào cũng rất là đẹp, rất là kiểu cách. Cho nên là mình rất thích vào Zara để xem quần áo ấy. Lần này thì mình thấy ngoài những cái thiết kế đầm váy này rồi là đồ công sở thì họ còn cập nhật thêm đủ quần thời trang phủi bụi. Khu vực này thì có quần ống thụng và phối với cả chiếc crop top jean, nhìn khá là bụi bặm á. Những cái chiếc quần ống thụng như thế này thì hiện tại mình thấy đang khá là hot. Ở đây thì có một chiếc đầm jean suông, nhưng mà họ lại phối với cả một chiếc quần jean ở bên trong nữa. Nói chung là một sự kết hợp khá là cồng kềnh ha. Mình nghĩ là set đồ này cũng hơi khó mặc á. Khu vực bên này thì có gam màu nhu hơn. Như mình nói lúc nãy thì mình thấy dạo này những cái thiết kế quần vải dù mà ống thụng đang khá là hot.
những cái brand khác họ cũng đã cập nhật rồi, và Zara thì tất nhiên là cũng không ngoại lệ. Ở đây lần này mình thấy nó có khá là nhiều những cái quần ống tụng như thế này với nhiều màu sắc. Và những cái quần như thế này thì thường thì họ sẽ phối với những cái chiếc áo crop top, thí dụ như là áo thun này, áo di lê hoặc là áo vải sợi, đại loại là áo sát nách crop top kiểu nhỏ nhỏ. Ở bên đây thì mình thấy có một số những cái thiết kế nó khá là lạ, kiểu cắt cúp rất là phá cách. Ngoài ra thì cái trang phục mà dạo phố street style cũng được cập nhật rất là nhiều luôn. Những cái trang phục như thế này thì mình có thể mặc ứng dụng bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Chỉ là không ứng dụng được để đi đến những buổi tiệc thôi, còn sử dụng hàng ngày thì mình thấy rất là ok, rất là chất luôn. Kèm theo đó thì đợt này mình thấy Zara còn cho ra mắt rất là nhiều những cái giày sneaker. Mình thấy kiểu dáng vừa lạ mà cũng khá là đẹp mắt luôn ấy. Ngoài ra còn có rất là nhiều những cái form giày với cái phần đế cao như thế này nữa. Mình biết là có rất là nhiều bạn nữ thích đi giày sneaker, nhưng mà với cái phần đế cao như vậy thì lần này nếu mà các bạn đang tìm kiếm thì hãy ghé vào Zara xem thử nhé. Khu vực này với gam màu nút. Chiếc áo sợi này cũng khá là lạ mắt, nhìn rất là uốn lượn ấy. Ở đây cũng có một số những mẫu sneaker với cái phần đế nó cũng khá cao này. Mình thấy những cái form này rất là dễ đi luôn, rất là xinh. Như các bạn cũng thấy thì có rất là nhiều những cái set đồ để dành cho mình mặc đi làm và đi chơi. Rất là dễ ứng dụng, rất là dễ phối đồ luôn. Mình rất là thích những chiếc chân váy ngắn như thế này, nhưng mà nó là dạng quần nha các bạn. Với những cái màu sắc kiểu dần di như thế này thì mình nhìn nó rất là chơi ấy. Chiếc áo sợi ôm body này thì cũng là một cái mẫu mới của Zara. Cũng giống như vậy nhưng mà nó dài thêm chút xíu thì nó sẽ thành cái đầm các bạn. Rất là buồn cười ha. Còn cái sào này thì bất ngờ chưa mọi người ơi. Mình lúc đầu tưởng nó là chân váy cơ, nhưng thực ra nó là một chiếc quần kiểu biker các bạn ạ. Nhìn rất là buồn cười. Ở đây thì có thêm một số những cái mẫu quần suông thụng nữa này, chất liệu vải dù luôn. Nhưng mà cái quần này thì nó khá là dài các bạn ạ, nó khá dài và khá to. Giày cao gót cũng có cập nhật thêm một mẫu mới này. Mình thấy cái này quay lên hình thì nó có vẻ là nó kém lung linh hơn ở ngoài các bạn ạ. Ở ngoài nhìn nó rất là lung linh, rất là bắt mắt mình luôn, rất là xinh. Ngoài những trang phục mặc đi làm dạo phố thường ngày thì còn có một số những cái thiết kế nó có vẻ kiểu rũ rượi hơn một chút ý. Mình thì không vận dụng vào những thiết kế này, thế nhưng mà có một số người cái gu của họ là như vậy thì nhìn cũng khá là style ấy các bạn. Nhìn cũng khá là kiểu sang.
cái áo sơ mi hoa này nhìn xa thì nó rất là bình thường, nhưng mà nhìn gần thì cái chất liệu vải của nó rất là đẹp nha các bạn ơi. Nó cũng là một trong những cái mẫu mới của Zara. Đó, mình thấy những set đồ này nó rất là xinh luôn ấy. Mình vừa có thể đi làm này, vừa có thể đi chơi này, nhìn vừa nhu mì nhưng mà cũng không kém phần sành điệu luôn. Mình rất là thích luôn ấy. Áo khoác sợ thì cũng có cập nhật một số những cái kiểu mới, thế nhưng mà mình thấy những kiểu này thì cũng khá là dễ ứng dụng, nhưng mà nhìn nó cũng tương đối là hơi dài. Ở đây họ phối đồ cho con mannequin đây nhìn rất buồn cười luôn, nhìn như là nhìn như diễn viên siếc các bạn, nhìn rất là hề hước. Ok, và mình xin kết thúc clip này ở đây. Hy vọng đã đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Hãy like, share và subscribe kênh Lucky London để cùng mình đi đến những địa điểm khác thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.